Em ăn thử cho mọi người thấy. Cô nhìn này, kiểu này cháu tự làm đảm bảo không có phẩm. Em cháu ăn luôn. Anh ơi, ai kiểu xúc không? À, cháu ngon luôn à. Chú làm cháu que. À, kiểu xúc không đây, hôm nay là ngày đầu tiên bán hàng á. Ôi, chú ơi, chú. Mình cho ăn hết này, tối rồi chút về mẹ hỏi kẹo ở đâu thì bảo làm sao. Mẹ có đánh đòn chúng mình không? Thế bảo thế nào bây giờ? Mẹ ơi, nó không bán được cái này các con cả. Mẹ không mắng mình đâu nhỉ? Ai mua kẹo không? Kẹo không? Mua kẹo vẫn ăn đây. Ai mua kẹo xúc hoa không? Ai kẹo mua kẹo xúc hoa không? Mua một cây đây, nhà mình vừa làm vừa ăn đây. Này em ơi, kẹo rất ngon đúng không? Đấy, ngon không? Ngon không? Ngon không? Đấy, kẹo rất ngon, hai chị em ăn luôn này. Ai kẹo xúc hoa không? Đúng, kẹo này rất ngon luôn. Đấy, kẹo này bạn nhỏ nào không thích? Này, em ăn thử cho mọi người thấy. Cô nhìn này, kẹo này cháu tự làm, đảm bảo không có phẩm. Em cháu ăn luôn. Anh ơi, ai kẹo xúc hoa không? À, cháu ngon luôn à? Chú làm cháu que. À, kẹo xúc hoa đây, hôm nay là ngày đầu tiên bán hàng á. Em ơi, cô nghỉ đi đi. Ui giời. Bán từ sáng giờ, ăn hết bao nhiêu que rồi mà chưa bán được cái nào. Mà kẹo nhà mình làm ấy chứ nhỉ. Vâng mẹ hai chị em mình á, hôm qua mẹ bóc cả hai gói, cắm được gói đi bán, ăn hết cả gói rồi. Còn thứ một mẹ, anh em. Anh em. Ấy. Mình phải ăn thế này người ta nhìn thấy người ta mới mua. Chứ không người ta bảo à, kẹo của mình phẩm mà kẹo không đảm bảo không mua. Mua chú mua cho cái. Kẹo ngon cực chú nhìn à. Đấy, cháu mua. Em cháu bé thế này cũng ăn này. Đấy, chú thấy không? Kẹo này ngon lắm, hai chị em cháu từ sáng rồi. Chưa bán được cái nào nhưng ăn gần hết rồi. Mà mắm nhờ. Chú không tin à, nhá. Con cá ở cái cầu này thích ăn của nhà cháu lắm, mà thích ăn kẹo hoa lắm ấy. Sao từ sáng rồi giá không bán được cái nào. Hai chị em mình ăn này, đống luôn rồi. Mà kẹo đẹp như này. Ý tưởng của em ấy, ăn đi. Nào em nói, ăn hai màu cho. Kẹo ngon đấy mà không bán được cái nào nhỉ. Giờ làm thế nào giờ? À đúng rồi nhá. Hay là hai chị em xuống cho cá ăn đi. Tối về làm mẹ khác lại đi bán, đúng không? Bán cho sáng rồi bán thử mà không bán được cái nào cả. Kẹo xúc hoa không? Mình không bán được cá. Chào chị ơi. Trời ơi, kẹo ngon như này mà không ăn. Wow, kẹo đẹp quá à. Đây đây. Một cẩn thận em. Đây nhá. Ốc cá. Ôi, cá này, cá hoa kìa. Ở đây cưng ơi, chị ăn kẹo hoa nè. Hết ngon lắm. Ôi, nó đâm cá cắn rồi. Đấy. Ôi, nó rớt hết luôn. Ô, chị tưởng cá thì thích ăn pin pin thôi. Hóa ra cá thích ăn kẹo hoa của chúng ta luôn. Đúng rồi, kẹo chúng ta làm rất ngon. Nóng kinh nhỉ? Ừ, nóng kinh đấy. Chị gọi bạn lên đây. Cá ơi, lại đây. Hai chị em ở đây mà. Chú ơi, chú, mình cho ăn hết này, tối rồi chút về mẹ hỏi kẹo ở đâu thì bảo làm sao. Mẹ có đánh đòn chúng mình không? Thế bảo thế nào bây giờ? Mẹ ơi, nó không bán được cái này các con cả ăn. Thế mẹ không bán mình đâu nhở? Thôi hãy cầm một ít lại đi, nếu mà cho cá ăn hết rồi, là mẹ thắng đấy. Chú sợ lắm, ở đây chỉ có mấy đồng rồi. Hôm qua để giúp lợn chưa đút. Bây giờ em muốn mang về đi cho mẹ thôi. Ôi, con mẹ thắng chết. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.